Xin chào tất cả các bạn nha, mình là Trần Bạn Giang. Thì bạn, đây hiện tại là cái con Hayate nó đang trong cái tình trạng á, là nó chạy á, một lát nó tắt xong rồi nó chạy nữa ha. Thì đối với cái hiện tượng này nè, thì các bạn để ý đi. Nó một là nó sẽ bị, thứ nhất là nó sẽ bị cái bơm xăng các bạn. Một là nó bơm, một là nó không bơm, hai là bơm yếu nha. Nhưng mà đối với trường hợp này á, đa số là nó sẽ bị nứt ống xăng là nhiều. Nó nứt cái mấy cái đường ống này nè các bạn kiểm tra kỹ nha. Đó, tại vì nó chạy là chạy bình thường, nhưng mà nó chạy một lát nó tắt, chạy một lát nó tắt, xong rồi đậu là chạy được. Thì đối với hiện tượng đó thì nó sẽ bị đứt mấy cái ống dì hơi nè các bạn. Ống dì hơi mà hút cái đường xăng xuống ha. Thì nói chung xe thì đa số là những cái bệnh nó là như vậy, nhưng mà có nhiều xe khùng á thì nó có nhiều cái bệnh khác nữa, thì mình đã từng chia sẻ tới các bạn đó, những xe nó khùng đó. Thì sau đây mình tháo, mình kiểm tra hết trơn cái đường ống lại ha. Lâu đời lắm. Thì các bạn sau khi mình tháo, các bạn thấy những cái đường ống hơi nè, các bạn thấy không? Thấy không, nó nứt nè. Các bạn thấy không? Nó nứt nè. Nó nứt quần, nó nứt ra trên này, các bạn thấy không? Thì những cái ống này nè ha, các bạn cần phải làm là hết nha. Các bạn thấy không, đây nè. Tùm lum ở trên đường ống này, nó bị xì. Cho nên nó xảy cái hiện tượng là nó hút xăng không tới các bạn. Nó hút xăng không đủ vô anh. Này các bạn, sau khi mà mình tháo ở trong nè, các bạn thấy không? Thì những cái đường dây nó đứt rất là nhiều nè, các bạn thấy không, đây nè, nó bị xì như vậy nè. Nhưng mà quan trọng là cái mạch chính nè các bạn, ở chỗ này nè, thì chỗ này nè nó sẽ gắn vô cái dây bơm mình, cái dây hút hơi á, cái dây mà nó hút từ cái hơi của cái bồn đốt mà nè các bạn. Đây mình cho nó hút xăng xuống thì con dây này nè, thì hồi nãy á thì nó hơi đứt thôi, nó hơi cho nên cái xe này nó chạy được bình thường, nó chạy lúc tắt lúc chạy được nè, các bạn thấy không đó. Thì sau đây mình sẽ gãi ra, mình kiểm tra hết trơn cái đường ống á, là mình gắn vô là ok ha. Thì đối với những cái bệnh hết, đối với xe mà xài bơm xăng mà cái bệnh mà nó chạy như vậy đó, thì các bạn đa số là nó bị cái đường ống hơi nhiều nè, các bạn thấy không đó. Rồi mình tiến hành, mình cắt, mình làm lại cái đường ống hơi ha, rồi mình gắp vô các bạn. Nói chung là có những cái dòng xe này nè, có nhiều của chú chị á, thì nhìn thấy nó nhiều cái ống hơi đó, mà thật sự nó cái xe này là nó rất là nhiều ống hơi, nhưng mà nó không có gì chứ á, thì mình có tìm cái đường hơi nào ok thì mình gắn vào cái đường hơi đó là lụm thôi, thấy không. Cái xe này là quá trời nhiều đường hơi luôn nè, nhóc đường hơi chứ, nhìn là không biết luôn, nhìn giống gan như cái đám gừng. Thằng hai cho ta này thì đường hơi của nó rất là nhiều luôn, nó thiết kế ngộ như vậy đó. Thì các bạn, sau khi mà mình lắp ráp vô rồi ha, thì mình nổ máy nó ok nè các bạn, thấy không, mình làm hết trơn cái đường ống rồi ha, nó ok. Thì mình lắp ráp vô thì mình chia sẻ tất cả các bạn ha, một số bình xăng con xe tay ga đó các bạn, nó có xài cái bơm tăng tốc nha, một số xe có, một số xe không, nhưng hiện tại xe này không có. Thường có những dòng xe nó có cái bơm tăng tốc đó các bạn, thì mình giải thích cái bơm tăng tốc á là khi á, nó để dành cho mình chạy tốc độ cao á, tốc độ cao cái mình lên á, mình lên là cái bơm nó sẽ xịt ha, nó sẽ xịt thêm xăng để cho mình chạy đủ xăng ha. Thì có những cái xe này mà nó ăn xăng quá thì các bạn á, có bơm tăng tốc á, các bạn xả bỏ cái bơm tăng tốc nó ra đi, đừng có xài bơm tăng tốc ha. Nó một số bình có, một số bình không nha, nó ví dụ như bình không có và một số xe là có đó. Thôi mình lắp máy, mình nổ vô cho nên mình làm hết trơn cái đường ống rồi thì bảo đảm các bạn là không còn cái hiện tượng mà nó như vậy xảy ra nữa ha. Đó. Rồi mình tiến hành, mình lắp ráp vô các bạn. Rồi mình là Trần Bạn Giang ha, video của mình đã kết thúc. Các bạn xem video của mình thấy ok thì nhớ cho mình một like, đăng ký kênh Hồng nha. Cảm ơn các bạn.